Quý vị vừa nghe bản tin phân tích về tình hình tại Afghanistan. Tiếp theo đây là chương trình WPG do Kiều Thu và Trọng Đạt thực hiện. Xin kính chào quý vị. Mời quý vị đến với chương trình WPG với Trọng Đạt và Kiều Thu. Dạ, kính chào quý vị và kính chào chị Kiều Thu. Chào Trọng Đạt. Mùa hè đã qua đi và cái mùa tựu trường trở lại. Con nít cũng rất bận rộn nhưng mà hình như người lớn cũng rất là bận rộn. Có rất nhiều việc chúng ta phải cần làm trong cái mùa thu sắp đến. Thì WPG có những cái chương trình gì dự định cho tháng 9, tháng 10 sắp đến? Dạ thưa chị, tháng 10 này vào ngày mùng 6 tháng 10 tức là ngày thứ Bảy vào lúc 10 giờ tới 12 giờ. Thì WPG với sự điều hợp cùng làm việc với lại công ty First Portfolio Lending và nhà real estate agent Lưu Hòa bảo trợ để mà tạo ra một cái buổi hội thảo gửi đến những cái tin tức và cách thức cho tới quý vị nào mà chưa bao giờ mua nhà và có ý định là sẽ mua nhà lần đầu tiên. Kiều Thu đã được dịp nói chuyện với ông Mike Eastman từ First Portfolio Lending. Ông là một người đã giúp đỡ rất nhiều trong cộng đồng của chúng ta, nhất là những người mà cần vay tiền để mua nhà. Và Đạt nói là ông cũng sẽ có mặt ở trong cái buổi hội thảo này để giúp đỡ cho những người lần đầu tiên mà chưa biết. Không biết ông có đem thêm gánh tiền để giúp cho người ta hay không, hay là phải làm đơn. Nói đùa vậy chứ những người mà muốn tới tham dự cái buổi hội thảo tại đây cái ngày mùng 6 thì họ phải ghi tên ở đâu và phải liên lạc với ai trong Đạt? Dạ thưa vâng, thưa chị thì dĩ nhiên là mình đã sẵn đây nói chuyện với chị mà mình cũng là một trong những người rất là mong muốn để mà tạo ra cái quyền lợi đến cho đồng bào quý vị qua cái nguồn máy WPG. Thì xin cứ gọi thẳng số phone của mình là 703-864-6558 hoặc là trên màn ảnh hiện ra, hoặc là email thì có nhân viên là sẽ ghi danh lại những cái tên đồng bào đến hoặc là quý vị đến tham dự, thì là info@washingtonpacificgroup.com. Vâng. Và cái buổi hội thảo đó cũng tổ chức ở trong vùng Virginia của mình. Dạ thưa vâng chị, thì cũng trong mạng lưới mình đã nói trước với chị trong những kỳ buổi show khác thì có rất nhiều nhà thương mại hảo tâm và lại cũng có hiểu biết hoặc là muốn trở lại với WPG để cùng làm việc, cùng trợ giúp lẫn nhau. Thì nhà hàng Little Sài Gòn ở đường Wilson Balava của chị Xuân Đào đã từng giúp cho những cái event trước thì sẽ tiếp tục làm việc với WPG trong cái buổi để mà có cái buổi hội thảo xảy ra vào tại nhà hàng. Khi mà quý vị muốn tới để tham dự cái buổi nói chuyện mà lần đầu tiên mua nhà đó, thì để mình biết được những cái quyền lợi, những cái ích lợi và những cái cách nào để cho mình mua nhà dễ dàng, thì họ có cần phải đem theo giấy tờ hay là lương hướng hay có cần phải chuẩn bị cái gì không Đạt? Dạ thưa, theo mình biết là chị, có lẽ mình chưa dịp chia sẻ với chị mà cách đây khoảng cũng lâu quá rồi, đến gần 7 năm rồi, thì ông Mike Eastman cũng là một cái buổi hội thảo cho cộng đồng làm việc với mình. Lúc đó mình chưa có gì hết, mình chỉ là nhân dân cá nhân thôi, thì mình làm việc thì lúc đó cũng khoảng 20 người tới. Thì thật ra những người đó cũng có thể là những người quý vị mà mình có thể muốn đến buổi hội thảo kỳ tháng 10 này. Thì thật ra chẳng có gì gọi là cần thiết về vấn đề giấy tờ, chỉ là đến để mà hỏi tin tức, biết cho lợi những cái thông tin hoặc là những cái cách thức mà nhiều lúc mình đọc báo hoặc là mình lên mạng lưới mình đọc. Có cái luật gì mới mà cho mình đem tới cho đồng bào? Thưa vâng có chị ạ, tại vì theo mình biết rằng là cái sự mua nhà lần đầu tiên của thời buổi bây giờ nó khác rất nhiều. 7-5 năm hoặc là ngay cả 3 năm về trước về cái chuyện mua nhà trước khi mà cái vấn đề foreclosure nó xảy ra, rồi vấn đề short sales này nọ. Thì hiện tại cái luật lệ nó thay đổi rất nhiều, có thể nó khó khăn hơn, nó có thể cần hiểu biết cái cách thức nào để mà sửa soạn mình cho đúng theo cái đường hướng mà mình không có để bị lỗ cho mình, thiệt thòi cho mình trong cái vấn đề sửa soạn mua nhà. Thì đó, ví dụ như vấn đề credit, vấn đề như là tiền bạc thế nào để đủ gọi là cho down payment, vấn đề mua nhà short sale, mua short sale hay là mua foreclosure. Nên chuẩn bị trước là tốt hơn. Thì những cái điều hỏi đó nó lợi không lợi như thế nào, thì đó là chỉ có thể nào biết tới những người mà có kinh nghiệm đã từng làm việc trên vấn đề giúp đỡ tận tình cho quý vị mua nhà. Thì đó là ông Mike Eastman, mình đã có kinh nghiệm thì mình hy vọng là sẽ tạo ra một cái buổi hội thảo nó có lợi cho quý vị. Và khi quý vị muốn đến tham dự cái ngày mùng 6 tháng 10 sắp tới đó, có phải đóng tiền không Đạt? Dạ thưa không, hoàn toàn. Dạ, cũng như là cái đã 7 năm về trước. Phục vụ dạ, cho cộng đồng của mình. Mà hồi trước thì là cá nhân mình, bây giờ thì là có cái mạng lưới WPG. Thì hy vọng là WPG cùng với lại First Portfolio Lending, tức là công ty của ông Mike Eastman, ông ta là phó giám đốc,
thì ông ta sẽ bảo trợ cho cái buổi hội thảo năm đó. Hy vọng là quý vị sẽ nhín tí thì giờ đến với chương trình hội thảo cho những người mua nhà lần đầu tiên do WPG bảo trợ vào ngày 6 tháng 10 sắp đến tại nhà hàng Little Sài Gòn ở Full Church, Virginia. Và xin quý vị theo dõi tin tức trên màn ảnh. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị địa chỉ cũng như là ngày giờ hoặc là điện thoại liên lạc. Hy vọng là gặp được quý vị thật đông ở đó.